Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Giám đốc FBI cho biết tay súng đã nghiên cứu vụ ám sát Kennedy trước khi nổ súng nhắm vào cựu Tổng thống Trump. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Gunman Research Kennedy Assassination Before Trump Shooting, FBI Director. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết, trong phiên điều trần hôm thứ Tư 24 tháng 7, trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện rằng, trước vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump, tay súng đã nghiên cứu về vụ bắn Tổng thống John Kennedy. Cựu Tổng thống Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, đang phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7, thì bị bắn trên sân khấu với một viên đạn bắn vào phần trên tay phải. Tay súng bị nghi ngờ, được FBI xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi ở Bethel Park, Pennsylvania, đã bị sở mật vụ bắn chết. Theo AP, Gray cho biết trong lời khai hôm thứ Tư rằng, một chiếc máy tính sách tay gắn liền với Crooks có chứa một tìm kiếm trên Google về Oswald, cách Kennedy bao xa. Giám đốc FBI cho biết cuộc khám xét được tiến hành vào ngày 6 tháng 7. Ray cũng tiết lộ rằng, vài giờ trước cuộc vận động tranh cử, Crooks đã điều khiển một chiếc máy bay điều khiển từ xa cách sân khấu, nơi cựu tổng thống phát biểu khoảng 200 thước. Theo AP, FBI đã thu hồi được máy bay điều khiển từ xa và bộ điều khiển từ xe của Crooks. Những chi tiết được Gray chia sẻ về hành động của Crooks là những nhận xét chi tiết nhất mà giám đốc FBI đưa ra về vụ xả súng ngày 13 tháng 7. Gray nói, chúng tôi sẽ không bỏ sót một bước nào trong cuộc điều tra về hành động hèn hạ và khủng khiếp này. Tôi đã nói từ lâu rằng, chúng ta đang sống trong một môi trường có mối đe dọa gia tăng và bi thảm thay. Vụ ám sát ở quận Butler là một ví dụ đặc biệt tàn khốc và công khai về điều này. Lời khai của Ray được đưa ra khi Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Giải trình Hạ viện James Comer, đại diện Đảng Cộng hòa của Kentucky, tiếp tục dẫn đầu các nỗ lực điều tra vụ nổ súng, đồng thời bày tỏ lo ngại về cách thức mật vụ bảo vệ cựu Tổng thống Trump. AP lưu ý rằng, mặc dù FBI không phải đối mặt với mức độ giám sát chặt chẽ về vụ nổ súng như sở mật vụ, dẫn đến việc giám đốc sở mật vụ Kimberly Chido từ chức hôm thứ Ba. Ray dự kiến sẽ phải đối mặt với các câu hỏi về đánh giá của FBI cho rằng Crooks đã đưa ra quyết định ám sát cựu Tổng thống Trump mà không có động cơ ý thức hệ rõ ràng cho hành động của mình. Ngoài ra, mặc dù được cựu Tổng thống Trump bổ nhiệm, Ray dự kiến sẽ phải đối mặt với sự hoài nghi từ hội đồng do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, do sự bất mãn liên tục đối với cuộc điều tra của FBI về mối quan hệ tiềm tàng giữa Nga và chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016. Phiên điều trần hôm thứ Tư diễn ra sau khi Gray và các quan chức cao cấp khác thông báo riêng cho các thành viên quốc hội vào tuần trước. Trong thời gian đó, họ tiết lộ rằng Crooks có ảnh của cựu Tổng thống Trump, Tổng thống Joe Biden và các quan chức khác trong điện thoại của hắn ta. AP đưa tin, tên sát thủ cũng đã nghiên cứu về ngày diễn ra đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ và lịch trình của ông Trump. FBI đang tiếp tục dẫn đầu cuộc điều tra vụ nổ súng, khiến một người biểu tình thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng, coi đây là một hành động khủng bố trong nước và là một âm mưu ám sát. Trong cuộc điều trần hôm thứ Tư 24 tháng 7, Gray tiếp tục bảo lưu ý kiến của FBI cho rằng Crooks thực hiện vụ ám sát vì thích nổi danh đến mức bệnh hoạn và hoàn toàn không phải vì ý thức hệ. Nếu người đứng trên sân khấu hôm đó không phải là ông Trump mà là Tổng thống Joe Biden, thì hắn ta cũng sẽ bắn. Bắn ai không thành vấn đề, điều quan trọng là tên tuổi của hắn ta được ghi vào sử sách. Chiến công oanh liệt của Lữ đoàn Dù 79, Nga tháo chạy ở mặt trận Kurakov. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Ukraine's 79th Brigade says it repels one of largest Russian attacks near Kurakov. Nghĩa là, Lữ đoàn 79 của Ukraine đã đẩy lùi một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Nga gần Kurakov. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo.
Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm thứ Năm 25 tháng 7, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksiy Romov cho biết, các binh sĩ của lữ đoàn dù Tavrian số 79 của Ukraine đã đẩy lùi một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Nga tại khu vực Kurakov kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện ở Mạc Tư Khoa. Nga đang tiến hành các cuộc tấn công dữ dội ở nhiều khu vực ở phía mặt trận phía đông, với nỗ lực xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Donetsk về phía các thị trấn Pokrovsk và Kurakov. Trong bản cập nhật mới nhất, Bộ Tổng tham mưu cho biết quân đội Ukraine đã chống lại 29 cuộc tấn công chỉ riêng ở khu vực Kurakov. Trong 24 giờ trước đó, 1.140 lính Nga bị loại khỏi vòng chiến cùng với 14 xe tăng, 13 xe thiết giáp và 77 xe chuyển quân và nhiên liệu. Đặc biệt, quân Nga hốt hoảng bỏ chạy đã để 65 hệ thống pháo rơi vào tay quân Ukraine hay bị phá hủy. Chuẩn tướng Oleksiy Romov cho biết quân xâm lược Nga đã phát động cuộc tấn công từ nhiều hướng, đồng thời vào rạng sáng ngày 24 tháng 7. Cuộc tấn công được cho là có sự tham gia của 57 phương tiện bọc thép, bao gồm 16 xe tăng, 12 xe gắn máy hai bánh và 200 xe tấn công. Lữ đoàn đã phát hiện các thiết bị của Nga và khai hỏa pháo binh nhằm vào lực lượng Mạc Tư Khoa. Quân đội cho biết những chiếc xe tăng và xe chiến đấu bọc thép đầu tiên đã bị chặn lại bởi những người điều khiển máy bay điều khiển từ xa tấn công. Một số phương tiện phát nổ do trúng mìn do lữ đoàn đặt. Theo tuyên bố, lính dù Ukraine đã làm hư hại 6 xe tăng, 7 xe thiết giáp của Nga và phá hủy toàn bộ 12 xe gắn máy. Lữ đoàn cho biết thêm, sau khi những chiếc xe tăng và xe thiết giáp đầu tiên bị trúng đạn, số thiết bị còn lại đã hối hả bỏ chạy khỏi chiến trường. Hôm thứ Tư 24 tháng 7, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenko tuyên bố quân Nga đã chiếm được Prores, một thị trấn cách Pokrovsk hơn 23 cây số về phía đông và hiện đang cố gắng bảo vệ các đơn vị Ukraine ở gần đó. Tuy nhiên, chuẩn tướng Oleksiy Romov cho biết binh lính Nga gần Prores đang nằm dưới hỏa lực của Ukraine và giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Thăng Mi-28 của quân đội Nga bị phá hủy trong vụ tai nạn nghiêm trọng. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russian Military Mi-28 Helicopter Destroyed in Fatal Crash. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thu Trinh. Chiều thứ Năm ngày 25 tháng 7, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenko cho biết buổi sáng cùng ngày, một trực thăng chiến đấu Mi-28 của Nga đã bị rơi ở khu vực phía tây Kaluga, khiến phi hành đoàn thiệt mạng. Ông cho biết, chiếc trực thăng bị rơi ở khu vực không có người ở, không có thiệt hại trên mặt đất, phi hành đoàn đã chết và nhấn mạnh rằng máy bay bị rơi do trục trặc kỹ thuật. Konashenko cho biết thêm, một ủy ban của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đang làm việc tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Thống đốc khu vực Vladislav Shapsha cho biết, chiếc trực thăng bị rơi ở quận Zistrinsky của Kaluga. Ông cho biết thêm, một đội đặc nhiệm và lực lượng cấp cứu đang làm việc tại hiện trường vụ tai nạn. Quận Zistrinsky nằm ở biên giới vùng Kaluga và Bryansk của Nga. Alexander Baribin, nhà lãnh đạo quận, nói với hãng tin TASS rằng, chiếc trực thăng đã rơi ở khu vực rừng gần làng Krensky. Những số liệu công khai cho thấy, Nga đã mất một số máy bay trực thăng kể từ khi nhà độc tài Vladimir Putin xâm chiếm nước láng giềng Ukraine hơn 2 năm trước. Hãng tin nguồn mở Oryx của Hà Lan cho biết, kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Nga đã mất ít nhất 138 máy bay trực thăng, trong đó 106 chiếc bị phá hủy, 30 chiếc bị hư hỏng và 2 chiếc bị bắt. Trong khi đó, số liệu do Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố hôm thứ Năm cho thấy, tổng số trực thăng Nga bị phá hủy kể từ khi chiến tranh bắt đầu là 326. Mạc Tư Khoa cũng đã mất một số máy bay trong các trường hợp bị bắn nhầm. Theo dữ liệu do Newsweek tổng hợp
và phân tích vào cuối tháng 8 năm 2023, hơn 20% số máy bay có người lái và trực thăng thiệt hại được biết đến của Nga trong chiến tranh là do nước này tự gây ra. Một trường hợp như vậy được báo cáo vào tháng 6 đã dẫn đến việc một chiếc trực thăng Ka-29 bị bắn nhầm ở Anapa, một thị trấn ở Krasnodar Krai của Nga trên bờ biển phía bắc Hắc Hải. Ở Anapa, lực lượng phòng không của chúng tôi đã bắn rơi trực thăng của chính chúng tôi. Igor Guzenko, một binh sĩ Nga điều khiển kênh Telegram với biệt danh 13, cho biết ngày 21 tháng 6, Guzenko cho biết trực thăng Kamov Ka-29 đã bị một trong các hệ thống hỏa tiễn Panzer của Nga tấn công và nói thêm rằng vụ việc có thể xảy ra do trục trặc. Hình ảnh vệ tinh cho thấy kho đạn gần như bị phá hủy hoàn toàn ở Nga. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Satellite photos show near total destruction for armor depot inside Russia. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Theo chính phủ Anh, hình ảnh vệ tinh mới cho thấy hậu quả của cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vào một kho đạn của Nga ở vùng Voronezh của Nga hồi đầu tháng này. Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh hôm thứ Tư cho biết các hình ảnh vệ tinh từ ngày 8 tháng 7 cho thấy một khu vực lưu trữ và các tòa nhà bị phá hủy tại một kho vũ khí và đạn dược rộng lớn gần làng Voronezh của Zhegika. Truyền thông Ukraine hồi đầu tháng này đưa tin rằng cơ quan an ninh SBU của Kyiv đã tấn công vào một kho đạn dược gần Zhegika bằng máy bay điều khiển từ xa mang theo chất nổ vào ngày 7 tháng 7, nơi chứa hỏa tiễn đất đối không, xe tăng và đạn pháo cũng như các loại đạn nhỏ cho quân đội Nga ở Ukraine. Trong một diễn biến khác, cơ quan tình báo quân sự GU của Ukraine hồi cuối tháng 6 cho biết lực lượng của họ đã tấn công vào một kho đạn dược ở vùng Voronezh gây ra hỏa hoạn. Thống đốc khu vực Voronezh Alexander Guse hôm 7 tháng 7 cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố quanh khu vực Podgorensky với một số cư dân tạm thời di rời khỏi khu vực Podgorensky nằm ngay phía tây Zhegika. Guse cho biết lực lượng phòng không đã phá hủy một số máy bay điều khiển từ xa nhưng các mảnh vỡ gây cháy nhà kho. Vào thời điểm đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một cơ quan cố vấn của Mỹ cho biết đoạn phim được định vị địa lý từ ngày 7 tháng 7 cho thấy khói và vụ nổ trong khu vực. Chính phủ Anh cho biết trong một bản cập nhật tình báo được đăng trên X hôm thứ Tư rằng cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine dẫn đến việc gần như phá hủy hoàn toàn đạn dược và thiết bị được cất giữ ngoài trời và trong các tòa nhà tại cơ sở. Bộ Quốc phòng Anh cho biết sự thành công của các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine cho thấy Nga không thể bảo vệ các địa điểm quan trọng của mình khỏi tầm với của Kyiv. Bất chấp sự hiện diện phòng không dày đặc ở khu vực này, cách biên giới Ukraine khoảng 50 dặm hay 80 km, Bộ Quốc phòng Anh cho biết những thiếu sót như vậy gần như chắc chắn sẽ gây thêm tổn thất cho các cuộc tấn công khác được lên kế hoạch tốt của Ukraine. Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh nhấn mạnh rằng việc mất khả năng tiếp cận nguồn cung cấp đạn dược mới sẽ làm căng thêm chuỗi hậu cần vốn đang gặp khó khăn của Nga và buộc Nga phải phân bổ nguồn lực để tránh các cuộc tấn công thành công hơn nữa của Ukraine. London cho biết mặc dù khoa đang phụ thuộc vào kho dự trữ của mình để thúc đẩy cuộc chiến tranh tiêu hao ở Ukraine, đòi hỏi một lượng lớn đạn dược. Nga đã đạt được những thắng lợi chậm nhưng ổn định ở miền đông Ukraine, nhưng phải trả giá đắt cho nhân lực chiến đấu trên tiền tuyến. Các nhà phân tích và quan chức cho biết mặc dù khoa đang hy vọng có thể tồn tại lâu hơn dự trữ chiến binh và thiết bị của Ukraine, nhưng cần có kho dự trữ đạn dược đáng kể để duy trì nỗ lực này. Chính phủ Anh cho biết thêm, Nga hiện đang phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài hạn chế của mình để cung cấp nguồn cung cấp này, trong khi ngành công nghiệp trong nước đang phải vật lộn để theo kịp. Các đồng minh của Mạc Tư Khoa như Bắc Hàn, Trung Quốc và Iran được cho là đã gửi thêm nguồn cung cấp đạn dược và hỏa tiễn tới Nga để sử dụng ở Ukraine. Bắc Kinh nhiều lần phủ nhận việc bổ sung kho dự trữ của Mạc Tư Khoa để sử dụng ở Ukraine. Ukraine cũng đang phải vật lộn để duy trì kho đạn pháo cho lực lượng của mình khi chiến tranh kéo dài.
người đàn ông Nga bị bắt ở Pháp vì âm mưu gây bất ổn Thế vận hội Paris. Ngày 23 tháng 7, cảnh sát Pháp đã bắt giữ một người đàn ông Nga bị tình nghi âm mưu hoạt động gây bất ổn trong Thế vận hội Paris. Một nguồn tin giấu tên trong cơ quan công tố nhà nước nói với AFP rằng một cuộc điều tra đã được tiến hành nhằm chia sẻ thông tin tình báo với một thế lực nước ngoài nhằm kích động thù địch ở Pháp. Nghi phạm sinh năm 1984 đã bị đưa vào điều tra tư pháp và tội danh này có thể phải chịu mức án lên tới 30 năm tù. Nhà chức trách tìm thấy bằng chứng về kế hoạch của anh ta trong quá trình khám xét nhà anh ta. Không có thông tin chi tiết nào được đưa ra về âm mưu bị cáo buộc, ngoài việc tuyên bố rằng nó không liên quan đến khủng bố và các công tố viên chống khủng bố chuyên trách không giải quyết vụ việc. Hơn 1 triệu cá nhân, bao gồm cả vận động viên và người dân địa phương, đã được kiểm tra để tham gia Thế vận hội. Cho đến nay, có 4.360 người bị từ chối quyền tham gia, trong đó 880 người bị cấm do lo ngại về sự can thiệp của nước ngoài. Chính phủ Pháp đã giới thiệu một hệ thống xác minh cho tất cả các cá nhân muốn tham gia sự kiện hoặc truy cập vào các khu vực hạn chế vì an ninh mạng, thông tin sai lệch và các mối đe dọa liên quan đến khủng bố nhắm vào Thế vận hội. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Guru Damanin cho biết, ngoài thông tin tình báo và hoạt động gián điệp truyền thống, còn có khả năng truy cập vào các cổng mạng máy tính để thực hiện một cuộc tấn công mạng. Thế vận hội mùa hè 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Video cho thấy HIMARS làm lộ nội tạng hệ thống hỏa tiễn Thor của Nga. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề HIMARS eviscerate Russia's Thor missile system. Video xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm báo chí Kyiv hôm thứ Tư 24 tháng 7, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, chuẩn tướng Oleksiy Rumov, cho biết một cuộc tấn công của hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao gọi tắt là HIMARS của Ukraine đã làm nổ tung hệ thống hỏa tiễn tầm ngắn Thor di động của Nga ở khu vực phía đông Donetsk của Ukraine. Đoạn phim quay từ trên không được Lữ đoàn dù biệt lập 79 đăng trên Telegram cho biết họ đã theo dõi hệ thống phòng không Thor của Nga bằng máy bay điều khiển từ xa trước khi tấn công vào hệ thống này bằng HIMARS do Mỹ cung cấp. HIMARS do Mỹ cung cấp đã cho phép Ukraine phá hủy các hệ thống hỏa tiễn phòng không tiên tiến nhất của Nga. Kyiv cho biết hệ thống hỏa tiễn Thor đã bị phá hủy ở khu vực Donetsk, nơi cùng với khu vực Luhansk tạo thành khu vực Donbass. Điện Cẩm Linh đã thúc đẩy việc chiếm toàn bộ các khu vực kể từ cuộc xâm lược đầu tiên của Nga vào miền đông Ukraine từ năm 2014. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một cơ quan cố vấn của Mỹ, hệ thống Thor có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 16 km. Chuẩn tướng Oleksiy Rumov cho biết, các trinh sát của chúng ta đã kiểm tra đấu trường Donbass ở Donetsk từ máy bay điều khiển từ xa và phát hiện ra tổ hợp hỏa tiễn phòng không của Thor của Nga. HIMARS ngay lập tức tấn công vào vị trí của nó. Ukraine đã sử dụng rộng rãi hệ thống hỏa tiễn HIMARS trong suốt cuộc chiến. Bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Washington đã cung cấp cho Ukraine ít nhất 39 hệ thống này kể từ khi xung đột bắt đầu. Lực lượng của Kyiv cũng thường xuyên nhắm vào các hệ thống Thor của Nga, hệ thống có thể bắn hạ máy bay điều khiển từ xa, hỏa tiễn dẫn đường và các loại vũ khí chính xác khác ở độ cao trung bình đến thấp. Biến thể Thor M2 có thể tiêu diệt máy bay điều khiển từ xa và các mục tiêu trên không phức tạp khác khi đang di chuyển. Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga đưa tin vào tháng 2 năm 2023, dẫn lời một chuyên gia quân sự. Đầu tháng này, quân đội Ukraine đã công bố một đoạn video ghi lại cuộc tấn công bằng HIMARS hoặc pháo binh vào một hệ thống Thor của Nga. Khi một máy bay điều khiển từ xa trinh sát của trung đoàn UAV số 14 của Ukraine cố gắng làm phân tâm lính Nga. Đoạn phim dài 35 giây trên không, lần đầu tiên được chia sẻ bởi Trung tâm Truyền thông Chiến lược Lực lượng Vũ trang Ukraine trên Telegram, cho biết hệ thống TOR của Nga đang cố tập trung bắn hạ một máy bay điều khiển từ xa của Ukraine khi bị trúng HIMARS.
Cảnh sát cho biết Nga tấn công vào Kharkiv bằng bom chùm trong cuộc tấn công kép. Volodymyr Tymoshenko, nhà lãnh đạo cảnh sát quốc gia ở Kharkiv cho biết trong một bình luận với Suspil rằng lực lượng Nga đã sử dụng hỏa tiễn Iskander được trang bị bom chùm trong một cuộc tấn công kép vào một cơ sở công nghiệp ở Kharkiv hôm thứ Tư 24 tháng 7. Quân xâm lược Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào thành phố Kharkiv ở phía đông bắc trong suốt ngày 24 tháng 7, làm ít nhất 9 người bị thương và làm hư hại một văn phòng cơ quan bác ái Thụy Sĩ. Thì Moscow cho biết một trong những mục tiêu là một khu công nghiệp đã bị tấn công liên tục, trong đó có một cuộc tấn công bằng bom chùm. Thì Moscow nói với Suspil, vào lúc 5 giờ sáng, một mục tiêu hoàn toàn dân sự đã bị trúng đạn, sau đó là hai cuộc tấn công vào một cơ sở công nghiệp ở Kharkiv. Một giờ sau, cũng mục tiêu đó bị trúng bom chùm. Chúng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng đây là lần thứ hai họ sử dụng bom chùm để tấn công những người cấp cứu và cảnh sát có mặt ở đó. Tymoshenko cho biết các nhân viên cấp cứu đã dọn dẹp khu vực ngay trước khi hỏa tiễn tấn công. Lực lượng Nga được biết là tấn công vào những người phản ứng đầu tiên bằng cách tấn công các địa điểm bị hư hại trước đó lần thứ hai, ngay sau cuộc tấn công đầu tiên. Thủ đoạn tàn bạo này được gọi là tấn công kép. Trong những tháng qua, các cuộc tấn công kép của Nga đã leo thang, giết chết gần 30 nhân viên cấp cứu ở Odessa, Kharkiv và Zaporizhia và làm bị thương hơn 20 người chỉ riêng trong tháng 3 và tháng 4 năm 2024. Tymoshenko nói, thật là một phép lạ khi cả lực lượng cấp cứu và cảnh sát đều rời khỏi hiện trường chỉ một phút trước cuộc tấn công thứ hai. Đặc biệt là trong lần tấn công thứ hai, chúng tấn công bằng bom chùm rải trên một khu vực rộng lớn, làm bị thương những người đi ngang qua hoặc đang cư ngụ ở khu vực gần đó. Tymoshenko cho biết, dấu vết trên các mảnh vũ khí được tìm thấy tại hiện trường cho thấy hỏa tiễn này được sản xuất vào quý 2 năm 2024. Các quan chức Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga sử dụng bom chùm để nhắm vào các khu vực dân sự. Những vũ khí này phun những quả bom nhỏ trên một khu vực rộng, một số phát nổ rất lâu sau cuộc tấn công, tiếp tục gây nguy hiểm cho người dân địa phương. Các cuộc tấn công vào các trung tâm dân cư ở Kharkiv ngày càng gia tăng sau khi lực lượng Nga phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới mới ở phía bắc khu vực vào tháng 5. Trung Quốc tuyên bố Ukraine đã chuẩn bị cho đàm phán hòa bình với Nga. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Ukraine prepared for peace talks with Russia, China claims. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Kyiv sẵn sàng đàm phán với Mạc Tư Khoa về cuộc chiến mà Vladimir Putin đã khơi mào, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Bắc Kinh, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Vương Văn Bân cho biết trong chuyến thăm Quảng Châu, nơi ông hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Kuleba tuyên bố rằng Ukraine sẵn sàng đối thoại và đàm phán với Mạc Tư Khoa, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về cuộc gặp. Các cuộc đàm phán phải hợp lý và thực chất nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Để tránh bị Trung Quốc lợi dụng, Bộ Ngoại giao Ukraine ra tuyên bố cho biết ông Kuleba muốn nói Ukraine sẵn sàng đối thoại nếu Nga sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí, nhưng nhấn mạnh rằng Mạc Tư Khoa hiện chưa có sự sẵn sàng như vậy. Trích lời ông trực tiếp, Bộ Ngoại giao dẫn lời Kuleba nói, sự xâm lược của Nga đã phá hủy hòa bình và làm chậm sự phát triển. Ông nói thêm rằng, điều cần thiết là chấm dứt chiến tranh chống Ukraine, khôi phục hòa bình và đẩy nhanh việc khôi phục nhà nước của chúng tôi. Kuleba là quan chức cao cấp nhất của Ukraine tới Trung Quốc kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Tổng thống Putin bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Chính thức trung lập về cuộc chiến, Trung Quốc đã cung cấp vỏ bọc ngoại giao và kinh tế cho Putin, tăng cường thương mại và kết nối với Nga đáng kể trong 2 năm rưỡi qua. Triển vọng về các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến do Putin khởi xướng đang ngày càng có đà. Với việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước nói rằng các đại diện của Nga nên tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình đã được lên kế hoạch vào tháng 11. Trong khi Zelensky từ chối các cuộc đàm phán với Putin,
Ông nói nếu Mạc Tư Khoa sẵn sàng thảo luận về một kế hoạch và đồng ý chấm dứt chiến tranh theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng nói chuyện. Kuleba nói Trung Quốc cam kết không thể lay chuyển với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Hôm thứ Năm 25 tháng 7, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cho biết sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Quảng Châu rằng Trung Quốc vẫn cam kết không thể lay chuyển đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Theo phái đoàn Ukraine, Kuleba và Vương đã nói chuyện trong hơn 3 giờ đồng hồ. Cuộc gặp đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của Kuleba tới Trung Quốc kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh toàn diện. Trung Quốc đã tái khẳng định một cách chắc chắn sự tôn trọng nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đồng nghiệp Trung Quốc của tôi nói rõ ràng rằng ông ấy đồng ý rằng chúng ta không cần ảo tưởng về hòa bình mà cần một nền hòa bình công bằng và bền vững. Kuleba nói rằng miễn là Trung Quốc tiếp tục duy trì các nguyên tắc về chủ quyền của Ukraine và hòa bình lâu dài, chúng ta có thể có bất kỳ hình thức đối thoại nào và tìm kiếm bất kỳ giải pháp nào. Trung Quốc tự cho mình là trung lập trong cuộc chiến Nga-Ukraine, nhưng đồng thời đã tăng cường quan hệ kinh tế với Mạc Tư Khoa. Nó cũng đã trở thành nguồn cung cấp hàng hóa lưỡng dụng hàng đầu của Nga, cung cấp thiết bị cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga có thể sử dụng trong các cuộc tấn công chống lại Ukraine. Phát biểu sau cuộc hội đàm ở Quảng Châu, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu tối 24 tháng 7 rằng Trung Quốc hứa không cung cấp vũ khí cho Nga và ra hiệu ủng hộ chủ quyền của Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, Kuleba khẳng định trong cuộc gặp rằng Kyiv sẵn sàng tổ chức đàm phán hòa bình nếu Mạc Tư Khoa sẵn sàng đàm phán với thiện chí. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng thừa nhận điều kiện và thời điểm chưa chín mùi cho các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, nhưng cho biết họ sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong nỗ lực hòa bình. Kuleba cho biết trong suốt cuộc hội đàm, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh các giải pháp tạm thời và tối hậu thư trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Ông nói, Ukraine sẽ không bao giờ nhượng bộ dù chỉ 1 cm nếu bất kỳ ai, bất kể họ đến từ đâu, cố gắng nói với chúng tôi bằng ngôn ngữ tối hậu thư. Vương quốc Anh cho biết Putin cần phải mất 5 năm để bù đắp lực lượng quân đội Nga khi thương vong lên tới 550.000 người. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Putin needs 5 years to refill Russian army as casualties reach 550k UK. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một tư lệnh quân sự nổi tiếng của Anh cho biết hiện tại Putin sẽ phải mất 5 năm để đưa quân đội Mạc Tư Khoa trở lại sức mạnh như tháng 2 năm 2022. Khi cuộc chiến ở Ukraine kéo dài và thương vong ngày càng tăng, với rất ít triển vọng về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine trong tương lai gần. Hôm thứ Ba, 23 tháng 7, Đô đốc Sir Tony Radakin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cho biết, quân đội Nga hiện đã chịu khoảng 550.000 thương vong trong gần 2 năm rưỡi chiến tranh toàn diện ở Ukraine. Radakin cho biết tại hội nghị chiến tranh trên bộ của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, gọi tắt là RUSI, ở London. Đánh giá của chúng tôi là Putin sẽ phải mất 5 năm để tái thiết quân đội Nga như hồi tháng 2 năm 2022. Ông nói thêm rằng, sau đó, Nga sẽ phải mất thêm 5 năm nữa để sửa chữa những điểm yếu mà chiến tranh đã bộc lộ. Con số 550.000 người thương vong chỉ thấp hơn số liệu thống kê mà Kyiv đưa ra một chút. Tính đến hôm thứ Ba, 23 tháng 7, quân đội Ukraine cho biết quân đội Mạc Tư Khoa đã chịu 568.980 thương vong kể từ tháng 2 năm 2022, trong đó có 1.220 người trong 24 giờ trước đó. Bản tiếng Nga của BBC và cơ quan truyền thông độc lập của Nga Media Zona cho biết hồi đầu tháng này rằng họ đã xác nhận danh tính của gần 60.000 quân nhân Nga thiệt mạng ở Ukraine tính đến giữa tháng 7. Con số thực sự sẽ cao hơn đáng kể vì BBC và Media Zona xác minh
dựa trên các cáo phó, các thông báo của chính quyền địa phương và các nhà thờ, cũng như những quyết định liên quan đến việc thừa kế tài sản của các tử sĩ. BBC và Mediazona cảnh báo rằng, ở các vùng nông thôn nơi Putin bắn lính nhiều nhất, người ta không có thói quen đăng cáo phó, và các tử sĩ thường quá nghèo chẳng có gì để lại cho thân nhân. Các số liệu của Ukraine cho thấy Nga đã trải qua những tháng nguy hiểm nhất trong mùa hè này, khi nước này ngày càng cố gắng giành nhiều thắng lợi ở miền đông Ukraine và gây áp lực lên quân đội khi giáp qua biên giới ở khu vực đông bắc Kharkiv. Tổng tham mưu trưởng Radakin nói, hiện tại Nga đang đạt được những lợi ích chiến thuật để chiếm các làng mạc quanh các thị trấn ở Ukraine với chi phí rất lớn. Nga rất kín tiếng về những tổn thất của chính mình. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết vào tháng 9 năm 2022 rằng chỉ dưới 6.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng ở Ukraine trong 6 tháng đầu tiên của cuộc chiến toàn diện. Ukraine cho biết Nga có thể bổ sung tới 30.000 binh sĩ mới mỗi tháng vào hàng ngũ của mình. Số liệu của Kyiv cho thấy Mạc Tư Khoa đang phải chịu thương vong nhiều hơn con số này mỗi tháng một chút. Kyiv cũng được biết là có thương vong đáng kể, nhưng hiếm khi công bố con số cụ thể. Vào tháng 2 năm 2024, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 31.000 quân nhân đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Putin hồi đầu tháng 6 cho biết những tổn thất không thể khắc phục của Ukraine cao gấp 5 lần so với Nga nhưng không cung cấp con số tổng thể. Tình báo và các chuyên gia phương Tây cho rằng nhiều binh sĩ Nga hiện đang ở tiền tuyến được huấn luyện hạn chế, thường là tình nguyện viên hoặc tù nhân, và không thể thực hiện các hoạt động phức tạp. Ban tiếng Nga của BBC và số liệu của Mediazona cho thấy một số lượng đáng kể những người thiệt mạng là cựu tù nhân hoặc tình nguyện viên. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh. Trong bản tin tình báo mới nhất được công bố hôm thứ Tư 24 tháng 7, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến vụ tấn công kho đạn của Nga ở Voronezh. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Báo cáo nguồn mở nhấn mạnh rằng vào ngày 7 tháng 7 năm 2024, lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào kho chứa đạn dược của Nga gần Sergeyevka, tỉnh Voronezh. Cuộc tấn công này đã dẫn đến việc phá hủy gần như toàn bộ đạn dược và thiết bị được cất giữ tại các khu vực có rào chắn cũng như các tòa nhà nằm trong cơ sở. Đây là một tổn thất đáng kể tại một kho chứa được tường trình có diện tích khoảng 9 cây số vuông. Kho chứa rất có thể đang lưu trữ hỗn hợp đạn dược đất đối đất cũng như vũ khí nhỏ để quân nhân trên tiền tuyến sử dụng. Điều này sẽ tiếp tục kéo căng chuỗi hậu cần vốn đang gặp khó khăn của Nga và buộc phải phân tán nhiều hơn nữa do mối đe dọa tiếp tục từ các cuộc tấn công của Ukraine. Vụ việc này càng làm nổi bật thêm việc Nga tiếp tục không có khả năng bảo vệ các địa điểm quan trọng trong khu vực có lực lượng phòng không dày đặc, cách biên giới Ukraine khoảng 80 cây số. Những thiếu sót như vậy gần như chắc chắn sẽ gây thêm tổn thất trước các cuộc tấn công được lên kế hoạch kỹ lưỡng khác của Ukraine. Nga khó có thể gánh chịu những tổn thất như vậy nếu xét đến chiến lược chiến tranh tiêu hao mà nước này đã áp dụng. Chiến lược này ít quan tâm đến tính mạng của binh lính. Cách tiếp cận này đòi hỏi một lượng lớn đạn dược. Nga hiện đang dựa vào các đối tác nước ngoài hạn chế để cung cấp nguồn cung này do ngành công nghiệp quốc phòng của nước này đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu tiền tuyến. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Christus.